Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy Too chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi có nhiều băng tần ở nhiều địa phương. Thí dụ như là ở Houston, Texas thì đài 27.6. Ở bên Bắc California là 16.11 và miền Nam Cali là 56.10. Ngoài ra thì trên trang Facebook thì quý vị gõ vào Leader Sài Gòn TV tin tức À, thì sẽ có cái trang uh, tin tức và livestream cũng như là coi lại sau đó à, trên YouTube thì mình coi ở trên uh, cái trang Little Sài Gòn TV Official uh, trên trang uh, YouTube à, rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay ngày 30 tháng 5 2023 cuối tháng năm rồi lẹ quá luôn á À, ngày hôm nay thì à, mọi người bắt đầu đi làm trở lại à, sau một kỳ nghỉ à, lễ một weekend dài với lại à, memorial day à, ngày hôm nay thì à, hôm cuối tuần vừa rồi nhiều người ăn tiệc nhưng mà người ta nói có một cái bản tin nó vui vui họ nói à, có một cái nhà đó có một đám những con raccoon raccoon raccoon, <laughs> raccoon là con... nó cũng nó cũng được một cái bữa tiệc ở trong hồ bơi nữa hình như con nó... cái con đó đó nó nếu mà nhìn sơ thôi đó thì tôi gọi nó là con con chuột khổng lồ. Dạ. Yeah, giống con chuột lắm. Nhìn nó sợ thì các quý vị thấy uh, nhiều nhà ở sau vườn á thấy cái nó đi 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 bầy bầy đó thì ở đây một cái nhà ở gần gần đây là Hinton Beach uh, sáng hôm thứ sáu khoảng chừng uh, chưa đến 6 giờ sáng nữa tự dưng cái người chủ nhà đó họ nói <laughs> họ nhìn <laughs> họ nhìn thấy uh, một người trong nhà xong có vẻ như là bất an vậy đó cái nói ổ có gì vậy vậy sớm vậy đi ngủ tiếp đi cái nói không có cái gì đó cái nhìn ra trời ơi thấy con ba con này nó ở ngoài cái thành hồ bơi ấy, nó đứng nó nhìn nó nhìn xong rồi đó cái con này thì quý vị biết rồi nhìn nó đáng sợ lắm như con chuột mà chuột bư vậy đó rồi xong cái thấy một con nó nó té xuống cái hồ bơi rồi xong cái, cái cái bộ bơi được rồi nha hai con kia nhảy xuống luôn thế là họ đứng họ nhìn trời ơi nó như ba con này mà nó lũng chǔm lũng chǔm ở trong cái hồ này một buổi trời ở chủ nhà kêu là họ quay lại cái clip đó họ gửi cho KTL um, hai con á, thì bơi trong vòng khoảng chừng nửa tiếng 25 ừ. phút còn lại một con còn lại có vẻ là thấy đã quá nó ở dưới đó gần hơn 45 phút nữa bắt đầu nó mới trồi lên rồi Ngọc Lan nghĩ nếu mà nhà mình mình ra mình mình biết con thì đây chắc mình cũng nổi da gà xong rồi nổi xúc cái hồ bơi này không thấy cũng mệt bởi vậy những cái con những cái cái bây giờ càng lúc đó, những cái con mà mình kêu nó là giống như là hoang dã không phải mình nuôi nó bắt đầu nó cứ cứ tiến tiến dần tiến dần nhiều vô hết những con gấu nè rồi những những cái con con cáo con trồn đó rồi nó vô nè rồi nhiều quá cho nên là khi mà môi trường sống của những cái loài động vật hoang dã nó bị đe dọa nhiều nó bị con người xâm lấn nhiều thì bắt đầu nó tấn công ngược lại con người Tôi, tôi mới google thử đó à, con raccoon à, tiếng Việt Nam mình gọi là con gấu mèo ừ, không phải biết là gấu mèo à là gọi là con gấu nghe. mèo Ngay, yeah. dịch là là như vậy à, à, còn cái con mà giống con chuột mà nó nghe cái răng ra khi mà mình ra vườn đó thì là gọi là con possum đó con đó Sợ quá. rồi bây giờ tại Ngọc Lan nói <laughs> tin động vật đầu tiên hết thì mình cũng có một cái tin liên quan tới động vật nữa đó là một chú chó trắng nhỏ nặng chỉ có khoảng 10 pound thôi nó gọi là con Maltese con chó chú chó nhỏ nhỏ này đó nặng có 10 pound thôi mà nó nó già rồi đó cho nên nó còn có ba cái răng à <laughs> mà chú chó nhỏ này đã ruột đuổi theo một con gọi là cái gì con 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 tôi không biết gọi là con gì nó con trồn hả hay là con con cáo hả cáo cáo rừng núi gì đó đã rượt theo một chú chó và gọi là anh em với con chó này nó nó, nó nó cánh vô con chó được rồi nó đang tha con chó đi nó tính ăn thịt rồi nhưng mà chú chó này rượt theo cái con 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 cáo đó đó nặng 60 mươi pound wow. mà là con cáo hoảng sợ phải bỏ chạy khi ừ. coi cái video thấy nè nó chạy vòng quanh cái nhà này đây là cái phía sân sau của cái nhà đó nó rượt theo nó chạy khiến <laughs> con cáo kia phải bỏ con chó nhỏ ra và bỏ chạy luôn đó thì cái bản tin cho biết đó là cái 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 chuyện xảy ra ở Mission Viejo một ngày đẹp trời thì ông chủ này nè ông mới nói rằng là mở cái video coi lại cảnh đằng sau nhà ban đêm coi nó có cái gì ừ. thì khi mà coi lại thì thấy tại sao con chó của mình nó bị thương à. đó nó có những vết máu trên cái lông của nó ông mới ông mới điều tra ông ấy tìm hiểu coi tại ừ. sao thì mới thấy là một đêm đó đó có hai con cáo lạng vãng ở ngay cái sân sau nhà một con trong hàng rào và một con ngoài hàng rào thì cái con trong hàng rào đó nó đã nó đã cắn được cái con chó nhỏ là anh em của con chó này nó tha trên miệng nó rồi nhưng mà con này đều đuổi theo cái nó, nó, có 10 phao à con kia tới 60 phao lại mà có ba cái răng thôi nữa chứ đó mà nó đuổi theo thì con chó nhỏ ngày, ngày hôm nay thì gọi là hero là anh hùng đã cứu anh em của mình được đó con kia là con nhỏ con này nè con này đó thì mang đi tới nhà thương thì có vài vết cánh ở trên người thì người ta may nó lại thôi đó chỉ không có uh, bị thương nặng nhưng mà con chó này ngày hôm nay được gọi là hero bà nói rằng là con này coi vậy nhỏ nhỏ vậy chứ nó dữ lắm á ngày nhỏ đầu nhỏ tiên à ngày đầu tiên tôi mang nó về đó khi mà tôi cho nó ăn nó nó đã nó đã gầm gừ với tôi rồi à, tôi biết là nó cũng dữ dằn lắm chứ không phải hiền đâu mà thật ra con chó này nó hiền lắm ha cho nhỏ xíu này nè màu trắng này nè đó nó rượt theo con cáo mà nó rượt mà à, con kia phải bỏ con chó nhỏ ra không có uh, tha đi nữa thì đó là cái chuyện về động vật cho cho ngày thứ hai mình đó, thứ ba nó nhẹ nhàng một tí ngày hôm nay cho nên nhiều người cũng ệ oải khi mà đi làm trở lại <laughs> thường nghĩ rồi cái thích nghĩ nữa à, tiếp theo là không phải là một con con chó rượt theo một con cáo cáo đồng sói đồng sói đồng dạ một con sói đồng mà ở đây là một người đàn ông đột nhập vào nhiều cái ngôi nhà ở Florida. Ừ. Về lý do mà ông ta nói ông ta đập cửa, ông ta dùng đồ, ông ta đập cho bể. Rồi ông ta muốn chạy vào nhà đó bởi vì ông ta nghĩ là ma đuổi ông ta. Ừ. Yeah. Ma đuổi, ông này nghĩ là như vậy đó. À, nhưng mà ma đuổi hay thật sự có ma đuổi hay không? Thì bây giờ cảnh sát đang điều tra ông này tên là Andrew George. À, nói là hồi tuần trước á, thì ông cùng với một người phụ nữ nữa. Uh, đi vào trong một cái uh, giống như là một cái cái motel nhỏ ở uh, Florida đó uh, để mà mướn phòng nhưng mà hai người vô khoảng chừng 30 phút sau thôi đi ra xuống dưới nói với lại uh, mấy người mà nhân viên ở dưới front desk uh, tiếp tân ở ngoài đó nói rằng là ở trong phòng đó có ma có ai ở trong đó đó cho nên họ nói trả tiền lại cho họ họ không muốn ở đây nữa thì nói qua nói lại một hồi thì nhân viên ở đó cũng trả tiền lại cho họ thì họ đi mà họ bỏ chạy họ nói rằng là, là có người đuổi theo họ nói cái gì đó muốn giết họ thế họ chạy vô một cái cửa hàng Seven Eleven gần đó họ nói là ờ, giúp đỡ cho họ đi có ma đuổi theo họ thì người ở đó người ta nhìn thấy nói ủa, hai người này giống như là bị bất thường thế là À, những người ở cái cửa tiệm Seven Eleven cũng không có làm được cái gì hết. thì hai người này mới lại chạy qua một cái khu sớm ở gần đó. họ cứ chạy họ đập cửa từng nhà, họ la lên là họ kêu là ờ, cầu cứu, cầu cứu, lại có người đuổi theo tôi vân vân. thì à, xong rồi đến một một trong những căn nhà đó đó, thì ông này mới kiếm một cái vật nặng, ông ta đập cái cửa, ông ta đập ở cửa sổ, ông ta đập cửa, người ta không mở, ông ta đập cửa sổ, ông ta nói là ông ta muốn đi vô trong bởi vì có người tìm theo giết ông ta thì ở trong chủ nhà nói là nếu mà ông ta mà nhảy vô á là chủ nhà cầm sẵn con dao là sẽ đâm ông ta, thì ông ta cũng trần trừ ở đó thì ở nhà gọi cảnh sát tới. Thì khi mà có nghĩa là nguyên một cái xóm đó ông ta đập cửa rất là nhiều nhà thì đến cái nhà mà ông ta đập bể cửa kiến luôn đó thì cảnh sát đến thì ông ta nói rằng là ồ oh, có, có 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 người đuổi theo tôi, ma đuổi theo tôi, ờ, người ta nói là sẽ giết tôi tùm lum hết cái cảnh sát nhìn thì hỏi cái người mà đi theo cái người mà phụ nữ đi theo ông á thì người phụ nữ cũng xác nhận là ông này đập cửa nhiều nhà ông ta cũng chính là người đập bể cửa kiến nhà kia à, thì khỏi ra một hồi cuối cùng là trước đông có uống cái gì không thì ra ông ta uống một cái loại thuốc mà giống như ma túy gì đó oh. thì cho nên nghĩ rằng là ông ta bị ảo giác nghĩ ảo giác nghĩ rằng là ma đuổi theo mình à, có người chạy theo mình rượt theo mình nó dẫn đến Tâm ta là giống như là hoảng loạn như vậy Chứ không phải là có một cái chuyện ma thật Mà đuổi ở trong một cái buổi trời lúc mà chạng vạn như thế Để rồi mà xông vào nhà người ta Nhưng mà cho dù ông ta có nói ông ta bị ma đuổi hay gì nữa Thì cảnh sát cũng đã truy tố ông ta hai tội Đó là đột nhập vào nhà người khác Và có ý giống như là muốn ăn trộm ở nhà người khác Thì đó là một cái câu chuyện cũng lạ lùng xảy ra Trong đối với những người mà làm về luật À, xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại